Sẽ có một ngày trở thành... Hello, hello. Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay đợt này cũng là cuối tháng rồi và như thường lệ thì cái sự kiện uh, Kim Ngọc Mãn Đường mà chúng ta hay gọi là sự kiện chiêu tài hết thì uh, đã quay trở lại. Với cái sự kiện này thì nói mình nói thật là rất là ngon. Thứ nhất là ước gì mà sự kiện này một tuần, uh, một quyên, một tháng nhé. Một tháng ra khoảng hai lần là rất là ngon các bạn. Hiện tại thì như các bạn biết là mùa trước mình cũng khá tích khá nhiều thì có lẽ là mùa này mình sẽ xả luôn và mình thử xem mà nếu mà mình xả mùa này thì mình sẽ được khoảng bao nhiêu điểm. Bởi vì uh, mùa trước là mình nhớ là mình tích cũng cả một đống mà. Mình tích tận 100 linh bên 5, năm cái thì uh, đợt này thì có một điều đặc biệt khi mà sự kiện chiêu tài diễn ra là các server đa số bây giờ đã gộp đúng không? Thì việc cạnh tranh sự kiện chiêu tài nó cũng căng thẳng hơn nhiều khi mà mỗi server đều có 2 đến 3 tông môn ở ờ, việc mà tham gia tông môn clone thì nó không biết còn diễn ra nữa không à, mấy cái quà này các bạn nhớ mua hết giúp mình nhé các bạn hầu như là ngày nào các bạn cũng phải vào mua mình đôi lúc mình nhắc các bạn thế nhưng đôi lúc các bạn lại quyên các bạn bởi vì cái này nó reset theo ngày mà đấy tận một ngàn mấy luôn vậy là mình thử bục xem bây giờ mình đã làm hết nhiệm vụ rồi còn nữa không nào? nhận quà từ nhiệm vụ hoạt động ừ còn thêm mấy cái này nữa thôi Tán gẫu tăng điểm thân thiện Nói đến cái điểm thân thiện này Bây giờ chúng ta cũng lên khá là nhiều Ít ít khi để ý đến cái thuộc tính này nữa nhờ các bạn nhỉ. Bây giờ búp cho mình tận à, Bao nhiêu phần trăm này 25% tấn công các bạn mà bây giờ mà để lên được level 30 nữa 130 nó lâu lắm Bây giờ khoảng cách lên mỗi level Thì nó càng khó khăn hơn nữa Ngày xưa thì chúng ta lên khá là nhanh Nhưng bây giờ À, để lên từ 126 level lên 130 level để ăn 1% tấn công thì cũng hơi là khoai à, Mình đánh một tí nữa à, Đợt này có một số cái mà mình thấy cũng hơi cấn cấn khi mà lên đội hình với các bạn Bởi vì bây giờ xe vực cũ nó gặp một số cái vấn đề Tức là cái gì cũng muốn lên nhưng tiền thì không có <laughs> Nghĩa là bây giờ này cái sức tắc thị không mọi người cũng bắt đầu lên rồi ứng long cũng bắt đầu có thể là mạnh dần này. Nói chung là có những cái hướng đi nó hướng đi meta của liên server để cái quá trình mình duy ác đấy các bạn. Vì thế mỗi cái cụm liên server ấy thì nó sẽ có một cái lối duy khác nhau các bạn. Hầu như chúng ta khó có thể bi giống nhau lắm các bạn. Mình chưa bao giờ chơi một cái trò nào mà nó nhiều cái hướng đi như thế này các bạn. Nó thiên biến vạn hóa từ cái thiên kỹ, rồi từ cái cách lên đồ, rồi kề chất tướng. Ui, rồi đến thức tỉnh. <laughs> Ui, nó lắm trò lắm. Đôi lúc rối đó, Tốt nhất là các bạn mà muốn mà hiểu về cái nick của mình thì các bạn cứ đánh liên xe vừa. Đánh đôi quyết vinh dự. Rồi từ đó chúng ta sẽ biết được là chúng ta cần cái gì. À, ok, mình sẽ xài luôn xem được, mà, được bao nhiêu điểm nó Hiện tại thì mình đang có một ngàn điểm các bạn, mà đợt này mình cũng năng không biết là lên gì đấy đấy. đợt này thì mình cũng có những cái ý định ví dụ như là tiếp tục lên cái giày hồng hoang, hay là lên thức tỉnh đấy. thức tỉnh thì bây giờ cũng phải cần thức tỉnh hai con tướng. các bạn thứ nhất là phải thức tỉnh tiểu bạch long. nếu mà không thức tỉnh tiểu bạch long thì cũng thức tỉnh đường tăng, không thức tỉnh đường tăng thì phải thức tỉnh di lạc. <laughs> chắc tôi chế luận thánh, thánh bây giờ chơi nó, nó đau đầu lắm ạ ờ à, nếu mà thánh bây giờ có những cái hướng đi ví dụ như bỏ hai tiểu bạch long hai à, trừ bạch giới thay bằng hai di lặc rồi cũng có những cái kiểu uh, nếu mà đi nata kiểu vậy thì nó sẽ là làm cho nata rất là trâu cũng như là xóa được hiệu ứng còn mà đi ngộ không thì bỏ trừ bắt giới cũng khá là cấn bởi vì để ăn cái tính năng phục thù mà nếu mà mình mà muốn đi theo hướng phục thù ấy, thì mình phải làm cho ngộ không của mình trâu hơn nữa. Mà muốn trâu hơn nữa thì phải sắm thêm cái giày. Vì <laughs> hiện tại đam mình là to rồi, không không đam mình là siêu to, luôn không phải to, nói to thì nó hơi dở chứ. Bây giờ mà mình muốn to hơn nữa có thể mình sẽ tháo cái phong hỏa này, mình thay bản thiên ký quan âm chẳng hạn. Đấy, giả định như mình thay cái thiên ký quan âm nhé, thì uh, 11, 11 trừ 4, bởi vì anh chiêu mà, anh Chiêu là lên 11 nộ, 11 từ 4 là 7, đúng không? 7 x 10 là 70% sát thương, các bạn thấy chưa? các bạn tưởng tượng cái bút 70% sát thương thì ai mới chịu nổi? Đây cho các bạn tẹt luôn nhé, à, tẹt đánh bạn sẽ làm cái này. À, nói chung là nick mình là nông dân cải chay thôi nên sẽ tẹt những người nông dân cải chay thôi. Đây, mình thử đánh một tí cho các bạn xem nhé với lượng sát thương là gọi là, có thể là mắc pin nhất hiện tại của mình chúng sinh để phổ. sớm lên yeah, ăn của lão Đấy. lút luôn các bạn <laughs> lút luôn nhưng được cái thì nếu như thế thì nó lại không có cái phong hỏa các bạn ấy một đánh thường là chết luôn nó có rất nhiều kiểu bi nha các bạn <laughs> bây giờ mình đang rối đợt uh, hôm qua mình làm clip liên server các bạn nên xem cái clip liên server hôm qua đi là nó nó có nhiều cái khiến cho mình phải phải đau đầu các bạn bây giờ mình chuyển sang phong hỏa nhé phong hỏa thì nó một cái là nó phong hỏa của mình thì vẫn chưa mắc ping đâu phong hỏa của mình mà nếu mà mắc ping là mình phải chuyển qua tấn công hết thì lúc đó phong hỏa sẽ giật rất là khỏe Uh, nốt cái ván này rồi ta Ra ta hướng dẫn đổi Sự à? <laughs> kiện chiêu tài Bởi vì mỗi mùa Thì nó có một chút thay đổi Đấy Vẫn đủ đam nha các bạn nha Đấy các bạn thấy chưa Hiến lực <laughs> <laughs> Bây giờ Cái vấn đề này thì nó bình thường nhá Nhưng mà các bạn tưởng tượng Mà nó xảy ra cái vấn đề là Sức tắc nhị thị không Sắp tới ấy là xuất tắc thị không nó rất là bá mà cái thiên ký thần kích này xuất tắc thị không đúng không ừ xuất tắc sắc tức thị không mình cũng phải lên các bạn ạ nếu mà nói về đánh sắc tức thị không ấy mà phe thánh có một lợi thế là di lạc di lạc thì nó sẽ tối ưu được cái xuất tắc thị không bởi vì mình là người nắm chủ động à, có có thể là hủy hoại cái xuất tắc thị không của cái địch ấy mà được cái thì di lạc thì hầu như phe nào cũng chơi được nhưng phe thánh là chơi tối ưu nhất Ây, cái tờ này cầu ý các bạn này, nó cuốn vãi lắm ok mình uh, sẽ đổi luôn đỡ uh, đâu rồi nhỉ kim đồng được được bao nhiêu điểm đây được cả năm ngàn bảy điểm các bạn năm ngàn bảy điểm à, đứng top 1 của tông môn á. xem thưởng này nhật ký công hiến này à, chú heo gần top 1 đứng top 7 các mắt đừng tốt bậy xả gần hết đấy coi như mình xả hết rồi đấy không còn gì nữa đâu đúng không đúng rồi xả hết rồi mà tông môn vẫn không khó để có thể lên được top 1 bởi vì hiện tại khá là căng khi mà giờ bo thờ gộp lại giữa Darknet nét với nhau rồi và kèo này căng tông môn mình đợt này cũng không còn khoáng nữa mà một tháng rồi chưa biết ngồi khoáng là gì chán Uh, bây giờ có hai lựa chọn nhé chúng ta sẽ nói chung đi xe vừa cũ xe vừa cũ có hai lựa chọn là sử tử và kinh thi xe vừa vợ... mình nói thật các bạn đừng có chọn vô tử thiên thư mình thề các bạn ấy mình các bạn cứ nghe của mình các bạn nếu như các bạn cần ấy thì từ từ đó nó cũng kiếm được các bạn ấy. cái vô tử thiên thư này từ từ nó cũng sẽ kiếm được thôi đấy ít thì các bạn nếu mà các bạn chơi về dài nếu mà bạn nào mà gấp gấp gáp quá mà muốn cần tướng lên khoảng 6 sao để kích mắt một cái kỹ năng nào đó thì chọn cũng được nhưng mình cảm giác nó vẫn tiếc so với việc mà các bạn lấy chính cái sở từ chính cái sở từ hoặc là mấy cái kinh thi nói chung là tùy các bạn nhé còn mình thì hầu như là mình mình thì cái tư duy bi của mình là ít khi mình bi theo tướng lắm mà mình sẽ bi theo đồ bởi vì sao tướng thì chơi lâu thì nó cũng đầy Còn mà mấy cái này chơi lâu thì nó luôn luôn thiếu Kiểu mình tư duy kiểu vậy ấy Thì tùy các bạn nha Nếu mà các bạn mà chơi ngắn hạn Ví dụ như các bạn chơi 1, 2, 3 tháng rồi các bạn nghỉ Thì các bạn có thể lấy vô tử thiên thư rồi khô máu cũng được Còn mình thì chơi làm clip thì có thể mình chơi đến lúc sọc game Thì mình phải tính cái đường dài hơn tí Bởi vì trước sau gì vô tử thiên thư mình cũng thừa mà Còn dương uh, uh, chọn thần thông thổ các bạn đừng có lấy này dương chọn tướng các bạn không lấy này không lấy này minh văn phôi thì có thể gặp tốp một số tốp người ta đang lấy để kiếm minh văn phôi nhé đợt này nick của mình cũng đang minh văn phôi cũng cần rất là nhiều đấy có những cái quyết định à, thôi là chốt kinh thi các bạn <laughs> hay là chốt sửa từ đấy đau đầu thế nhỉ thôi chốt kinh thư đi các bạn Chốt kinh thư đi à, bao nhiêu sắp lên đồ hòng hoang tiếp rồi các bạn ơi, bốn bốn một là ba mươi sáu cái mà ba mươi sáu cái mà bây giờ được thì uh, một cái rồi đi được ba uh, gần một phần ba quãng đường rồi. <laughs> Tại rương uh, chọn sửa từ này thì uh, các bạn đợt này đấu ở sự kiện uh, sự kiện gì nhập bạch của tinh đấu cũng tốt. Nói chung là mình vẫn muốn các bạn chọn uh, sử từ đi, bởi vì các bạn chơi kiểu khác mình, mình là chơi kiểu đọc lại bình dương nên tư duy của mình nó khác lắm. các bạn tốt nhất là chỉ theo kiểu xem xem nick của mình theo hướng giải trí thôi. còn mà các bạn đi theo là khó lắm, bởi vì chiều chiều sâu của mình nghĩ sâu lắm, các bạn có thể nghĩ không tới được đâu. À, mình mình đá cho các bạn. À, đợt này thì có động vực tầm bảo, thì nói một chút cái đông vực tầm bảo này luôn. cái đông vực tầm bảo này thì hầu như là mình đã chơi game này được 4 tháng rưỡi rồi. 4 tháng rưỡi rồi và cái sự kiện nào mình cũng chơi và cũng chơi free và chúng ta sẽ nhặt được bao nhiêu mảnh từ cổ 52 mảnh vậy là các bạn chơi tầm khoảng bao nhiêu chơi tầm khoảng 8 tháng thì các bạn sẽ được một cái free cái mảnh này các bạn 8 tháng Ừ đúng rồi tầm 8 tháng đấy 8 tháng chưa kể là ăn cái này nữa là ít nhất là 8 tháng các bạn được free hai cái tướng đỏ hai cái đồ đỏ đúng không Ok mình sẽ đục luôn cái này thì mình theo nghĩ là nó sẽ sản xuất thôi Chứ ở Ui phải mùa sau các bạn Ít nhất phải mùa sau Hoặc là mua mắc cái này được 20 cái nữa 30 cái Ồ đâu Mình mua mắc được 20 cái nữa 20 cái là đục luôn Mình bây giờ cái Cái này là Cái này cánh ngọc này mình cũng không biết là để tiêu cái sự kiện gì đấy Nếu mà 20 cái để mình tính nào đợt hôm nào mình sẽ xem cái ngọc này chúng ta tiêu cái sự kiện nào là tốt nhất còn mà nếu mà nói về cái cái gì nhỉ lâu rồi không làm cái thiên bảo cái thiên bảo này thì theo như mình nghĩ thì các bạn tiêu vào những cái sự kiện ví dụ như xe vừa mới thì sự kiện đông vực tầm bảo này ngon này hoặc là các xe vừa cũ thì có thể đời những cái sự kiện hồng mong ấy rồi tiêu Tiêu thiên bảo cũng khá là ngon bởi vì mình thấy hồng mong thì thật ra là các bạn chỉ cần tranh nhau một cái hai vé là các bạn cũng tranh nhau rất là nhiều ok mình mở cái ui 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 thủ rồi ui ui <laughs> cái gì đây đây là cái áo nếu mà cái áo thì ước rằng là 10% phần trăm sát thương vật lý chứ đừng có lấy thủ nhưng ui giảm sát giả thương cũng được cũng được cũng được <laughs> cái lòng mà Nên chứ mình muốn ấy thật ra là mình vẫn muốn cái vậy như thế này nếu mà như thế này ấy khi mà các bạn mở được một cái minh văn ấy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến góc nhìn của các bạn nhé ví dụ như khi mà mở cái minh văn thế này thì mình sẽ lợi thế so với đồng trang lứa là phần trăm sát thương rất là nhiều. Sự chênh lệch giữa hai đồ là nó chênh nhau tận 8% sát thương. Vậy thế là mình sẽ lên cái áo đỏ đấy để mình đúc vào. thì lúc đó thì ngộ không của mình sẽ khỏe hơn, đúng không? Rồi mình có thể chuyển sang một cái hướng bi mới. Nói chung là khi mà các bạn ra một cái đồ nào đó, ấy, các bạn sẽ hướng là ồ mình có thể thay đổi được. Các bạn biết tại sao mình lại chọn cái minh văn áo không? Bởi vì thật ra là ngộ không của mình ấy đang tha thiết một cái thiên kỹ À không phải, một cái minh văn nó rất là xịn Đó chính là cái minh văn của áo đối với những bạn chơi sát thủ Đó là cái, đây, luân hồi Cái này thì cái minh văn luân hồi nó giống như cái bảo vệ luân hồi của đế thính luôn Nghĩa là nó sẽ chặn đam miễn giảm sát thương rất là khỏe thì vì thế có những trường hợp mà ngộ không của mình cần sự trâu chó đúng không khi mà mình lấy lên phun đam thì nhược điểm của mình là rất là mỏng đúng không thì tự dưng có một cái lớp giáp bảo vệ cho mình chả phê ấy hộ đợi để hôm nào mình lên cái clip có một bạn có một bạn bạn khá là hay bạn tán tiên ấy tán tiên phe thánh ở server bốn mươi mấy ấy cũng có một cái áo này và bạn này cũng là mưu tố bình thường nhưng nó tạo sự đột phá kinh khủng tờ luôn Vậy thì có thể là mình bắt buộc phải lên cái áo của các bạn ạ. À. Từ từ đã, nếu mà lên cái áo thì có thể mình cho sang tiểu bạch long thì lúc đó tiểu bạch long rất là trâu. Đấy các bạn ạ. lúc đó thì tiểu bạch long của mình sẽ siêu trâu luôn các bạn ạ. À. Ôi, ôi lạ một câu chuyện mới các bạn ạ. À. Mình còn chưa dám thức tỉnh này. Nếu mà nếu mà lúc nãy mình mở như thế thì có khi mình sẽ chọn rương sở tử luôn các bạn. Nhưng không sao. cần đấy các bạn nếu như thế này đã, đã ăn nổ nhân phẩm như thế này rồi đúng không thì mình sẽ khô máu luôn là mình sẽ chơi chơi cái gì các bạn không mình sẽ mua 10 lượt này để mình ăn cái móc này nữa đấy, cái khô máu này đúng không 20 lượt bắn này đấy đúng không đúng không bạn đấy đục này ui nổ điếp tiếp đây nổ đồ đó ui Má các bạn biết mấy lần không? Đây là rương thứ tư rồi. Các bạn, đây là rương thứ tư rồi. Đây là rương thứ tư rồi các bạn ơi, buồn lắm. Đây, 100 lần chắc chắn nhận thần trang đỏ hoặc thần trang cam. Nhưng nó, đây, nếu đòn may mắn liên tục 3 lần không nhận rương thần trang đỏ, lần thứ tư chắc chắn sẽ thần trang đỏ. <laughs> Vậy là hiện tại mình đã đục được cái ô phun này 3 lần rồi. Ui Thôi phải à. Uh, chán các bạn Buồn Buồn như con chuồn chuồn ấy. Thôi uh, video của mình đến đây thì cũng kết thúc Nói chung là nổ được ra cái minh văn đỏ như thế cũng được rồi Coi bán được cái minh văn nào không nào. Không bán được bạn không, không có cái minh văn nào bán hết Nếu mà bán thì chắc bán cái dạng nhà tương 6% này thôi Nhưng để lại Ok nhá, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.